Chào các bạn, trong video này mình sẽ chỉ cho các bạn cách tự chế cái dây đeo dành cho cái kính Google Cardboard. Thì nếu mà bạn mua cái kính Cardboard từ Google, từ một số cái nhà sản xuất bên thứ ba, cũng như là họ mua trên Nhật Tảo gì đó, thì đó có khả năng là cái kính của bạn nó chỉ có cái bìa cứng thôi, không có dây đeo. Thì nếu mà bạn chỉ dùng cho những cái thao tác bình thường, ví dụ như là để coi phim hay gì đó, thì cũng khá là ổn. Nhưng mà nếu mà bạn muốn chơi game nè, hoặc là bạn muốn nằm coi những cái bộ phim dài, thì việc không có dây đeo sẽ rất là khó chịu, bởi vì lúc đó bạn sẽ phải liên tục cầm cái kính lên bằng hai tay. Thì trong cái video này mình sẽ chỉ các bạn cách làm rất là đơn giản thôi. Vật liệu của chúng ta cần chỉ còn hai thứ, đó là cái băng keo hai mặt loại tốt và một cái dây thun. Cái dây bản thun này á, bạn nên chọn cái bản cỡ 2 cm hoặc là 3 cm thôi, chứ đừng ơi bạn chọn bản to quá thì nó không đẹp, nhỏ quá thì nó không chắc và nó gây đau đầu. Mình mua cái này cỡ khoảng 2 phân rưỡi. Còn tại sao bạn phải dùng cái băng keo hai mặt loại tốt? Đó là bởi vì lúc mà bạn dán vào cái kính á, thì nó sẽ gắn chặt hơn và nó không có bị rớt, bởi vì cái kính nó còn đem cái điện thoại của chúng ta trong đó, nó rớt một cái là coi như hư điện thoại luôn. Thì để mà thao tác rất là dễ, bạn chỉ cần 3 bước thôi. Bước thứ nhất là bạn cắt một cái miếng băng keo hai mặt, miếng này cỡ 4 cm, các bạn dán nó lên hai bên hông kính. Và nhớ là các bạn phải dán xích về phía đầu một chút, bởi vì các bạn dán ở phía sau thì lúc đó cái kính nó sẽ bị gục gặt như thế này, lúc mà đeo lên rất là khó chịu. Và cũng đừng có dài quá, làm dài quá thì nó không đẹp. Còn nếu mà ngắn quá thì nó không đủ cái độ cứng để mà giữ lại cái kính cho chúng ta. Xong rồi các bạn cắt tới đoạn dây. Thì cái đoạn dây thun bản này á, các bạn cắt vào khoảng 55 cm, thì các bạn cứ thử, nếu mà không vừa hoặc là chặt quá rộng quá gì đó thì chúng ta sẽ cắt thêm lại. Các bạn nên mua một cái cuộn cỡ 1 mét để mà về chúng ta có ví như cắt sai thì có thể cắt lại được. Và sau đó thì bạn dán nó lên như thế này. Lúc các bạn đeo lên á, cảm thấy cái dây này nó hơi siết vào đầu một chút, nhưng mà đừng siết mạnh quá bởi vì nó sẽ gây đau đầu. Còn siết lỏng quá thì dễ bị rớt, cho nên các bạn sẽ phải cắt lại. Lưu ý là cái dây này á, các bạn đừng có cắt nhiều quá, bởi vì cái dây này nó là dây thun, khi mà các bạn đeo vào đầu thì nó sẽ có tác dụng co giãn và nó giữ cái kính của chúng ta lại. Nếu mà các bạn cắt dài thì nó sẽ bị lỏng và lại một lần nữa là bị rớt kính. Đây, cho các bạn coi, tự chế rất là đơn giản. Và có một điểm lưu ý nữa, đó là khi mà các bạn dán hai miếng băng keo thì nhớ canh cho nó cân bằng nhau. Đó, về một cái đường thẳng qua đây thì các bạn thấy nó cân. Nếu mà các bạn dán lệch thì mình bị rồi, thì cái kính lúc mà đeo lên nó sẽ gây cứng vào mũi của chúng ta, bởi vì nó hơi nghiêng một chút thì rất là khó chịu và bực mình. Sau khi các bạn làm xong hết thì cảm thấy đeo, thấy thoải mái và thấy hình ảnh rõ ràng này nọ là ok. Rất là đơn giản, và toàn bộ mấy cái thứ mình mua chỉ khoảng vài chục nghìn mà thôi là có được cái sợi dây đeo ngon lành rồi. Bạn nào thích á, thì có thể chế thêm cái dây đeo dài từ đây xuống tới cái bảng này nữa, tức là có thêm một cái dây nằm chính giữa như thế này, thì nó sẽ giữ chặt vào đầu hơn. Nhưng mà lúc đó bạn sẽ phải kiếm một cái gì đó, bạn may cái đầu dây đó vào ở bên đây. Mình không có khả năng may giỏi như vậy, cho nên mình chỉ làm như đây thôi là đã đủ rồi. Thì cái kính này cộng với lại một con Nexus 6P vẫn dư sức với lại cái sức chịu đựng của cái sợi dây. Mình đã thử với Nexus 6P, mình đã thử với iPhone 6 Plus thì đều được hết, không có vấn đề gì. Rồi, xin cảm ơn các bạn.